Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe nhỏ gọn phân khúc hạng A, xe gia đình, chạy tiết kiệm nhiên liệu, số tự động, đi nhàn chân. Và trong tầm phân khúc hạng A thì dòng này nó rất là thông dụng rồi, thông dụng nhất trong tầm phân khúc hạng A. Đây chính là một chiếc Hyundai i10 sản xuất vào năm 2016, số tự động. Với dung tích động cơ là 1.2 chạy vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó là xe thì lại được nhập khẩu nguyên chiếc nữa. Với những dòng xe nhập thì chạy đó rất là bền rồi, bao giờ nó cũng chắc chắn xe hơn so với những cái dòng xe mà được lắp ráp tại Việt Nam. Sau đây em sẽ đi vòng quanh xe một vòng để cho anh chị em ngắm tổng thành, form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của chiếc i10 2016 số tự động này. Đầu tiên thì xe trang bị cụm đèn halogen và xi nhan được tích hợp trên gương. Với 4 la răng đúc đa chấu kép rất là cứng cáp, xi nhan được tích hợp trên gương. Tay nắm cửa được ốp mạ chrome tích hợp nút mở cửa thông minh. Xe thì siêu đẹp, siêu chất, máy số còn nguyên zin. Cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Xe thì cam kết luôn với cả anh chị em là không đâm xô, va chạm hay là tai nạn ngập nước. Anh chị em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng để xem xe, test xe thoải mái, hoặc là mang về cái địa chỉ cửa hàng Hyundai gần nhất nơi chúng ta sinh sống để test thoải mái nhá. Chắc test thoải mái luôn. Và đằng sau xe được trang bị camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau, giúp cho anh chị em là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn, cũng như là cảnh báo va chạm sớm, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra. Em đi vòng sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của chiếc Hyundai i10 2016 số tự động, với trang bị dung tích động cơ 1.2 xe tư nhân gia đình sử dụng, máy số còn nguyên zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin bản. Đấy. Và như vậy em đã đi hết một vòng chung quanh xe cho anh chị em ngắm tổng thành form dáng rồi. Và hiện tại thì chiếc xe này em đang giao bán với mức giá là 355 triệu đồng. Tuy nhiên thì giá vẫn còn có thể thương lượng thêm cho mọi người. Nếu quý anh chị em nào mà kết chiếc xe này, gọi điện trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966. Hoặc mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng mà cái mẫu xe này mang lại cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Và với những anh chị em nào ở xa thì bên em có hỗ trợ ship xe nhá, hỗ trợ ship xe trên mọi miền Tổ quốc như là hỗ trợ trả góp luôn. Bây giờ bắt đầu em đi vào bên trong nội thất của xe để review cho mọi người về nội thất bên trong. Thì các bác có thể thấy nào, nội thất bên trong nó vẫn còn nguyên zin luôn, táp ly táp lô với 2 tông màu, không một vết xước, vân viết nổi rất là đẹp. Đấy. Hàng ghế thì vẫn còn nguyên zin, với ở viền ngoài là lớp da màu đen, ở bên trong là lớp nỉ màu đỏ. Hàng ghế trước rồi em xuống hàng ghế sau này. Đấy, thì đây, hàng ghế trước và hàng ghế sau nhá, gọn gàng sạch sẽ thơm tho luôn, ok chưa? Đấy, táp ly táp lô này, quá là mượt và quá là đẹp rồi. Quá là đẹp rồi. Nha. Còn về trang thiết bị công nghệ option, thì em này trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện này, gương kính chỉnh điện cụp điện được trang bị đầy đủ. Đấy. Có gương kính chỉnh điện cụp điện, hệ thống là khởi hành ngang dốc có luôn nhá, có hệ thống khởi hành ngang dốc, cái chức năng này hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Và trên vô lăng tích hợp một số phím chức năng như là điều khiển âm thanh trên vô lăng đã có rồi, túi khí an toàn trên khoang lái với 2 túi khí an toàn, màn hình giải trí đã có, em này có màn hình giải trí rồi nhá, và có sẵn cái ổ đĩa, có sẵn đĩa DVD bên trong cho các bác nghe nhạc rồi, ổ đĩa của em này cũng là ổ đĩa DVD luôn. Điều hòa với 2 vùng nóng lạnh, chân nỉ nguyên bản theo xe. Đây, chân nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy. Nhìn chung là một cái mẫu xe gia đình thì nó nhỏ gọn này, phân khúc hạng A thì nó không có quá nhiều những cái công nghệ option đặc sắc. Công nghệ option nó chỉ đơn giản vậy thôi, chủ yếu phục vụ cho mọi người là công việc đi lại, giá thì cực rẻ. Bây giờ thì em sẽ mở phần khoang động cơ ra này. Đấy, rồi review luôn về mặt chất lượng của xe. Đầu tiên là mọi người để ý phần chỉ này. Đây là phần chỉ của cánh chiếc bên lái đây. Nó thẳng tắp đi nhá. Thẳng tút thẳng tắp luôn. Được chưa? Tắp thẳng tưng. Còn và cái phần ốc giằng cửa. Ốc giằng cửa ở đây thì nó còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian và chưa có hiện tượng là mở ốc hay là tháo dỡ thay thế trên những cái con ốc này. Đấy. Lên cái phần bản lề trên cột thì ở đây các bác nhìn này. Đấy, ốc ác của nó cũng chưa có hiện tượng là mở ốc nhá. Bản lề trên này, đấy, xuống bản lề dưới này, thấy chưa? Bản lề trên cũng như bản lề dưới này, quá là đẹp rồi nhá. Thì chứng tỏ là cái phần cột nó vẫn còn nguyên zin và cái
đoạn bên ngoài này, cái răng cửa của cái xe này nó cũng còn nguyên zin luôn. Rồi bây giờ em sẽ đi xuống cánh đằng sau bên lái. Đấy, lần lượt từng phân đoạn một thì ở đây là chỉ này. Đấy, chỉ đấy nhá. Được chưa? Phần chỉ căng đét đây. Được chưa? Đấy, chỉ nguyên zin luôn. Chỉ thì nguyên zin 43 nhá. Còn phần răng cửa cũng như là bản lề thì em đã review cái phần cột rồi, đã review cho các bác thấy rồi. Còn táp ly táp lô thì bốn cánh như nhau thôi. Táp ly táp lô bốn cánh như nhau. Bắt đầu xuống phần cốp xe. Thì đây là phần đuôi xe này. Đấy. Nói chung là một cái mẫu xe gia đình thì cái cốp xe nó thiết kế đủ dùng cho cái công việc gia đình của anh chị em. Đấy. Có thể là để được một cái vali cỡ lớn cùng với những cái đồ nhỏ nhỏ nữa đi kèm theo. Nói chung là độ dùng cho gia đình là đủ dùng cho gia đình. Đấy. Đi chơi, đi về quê nội quê ngoại. Còn về mặt chất lượng của xe thì mọi người nhìn ở hai bên máng nước, đây là máng nước bên lái. Đấy, các bác để kỹ giúp em nhá. Được chưa? Em sẽ di chuyển sang cái phần máng nước bên phụ để cho mọi người cân đối hai bên. Đấy, đây là phần máng nước bên phụ. Đấy, được chưa? Nó gì đét rồi. Và thêm một dữ kiện nữa để cho mọi người nhìn kỹ hơn là cái phần chỉ trong. Đấy, chỉ trong đây nhá. Chỉ trong đây. Đấy, đẹp nét luôn. Được chưa? Đẹp nét luôn. Còn xuống phần sắt xiung gầm bên dưới. Sắt xiung gầm thì ở đây là nó không có hiện tượng là han gì mối mọt nhá. Rất đẹp. Không có hiện tượng han gì mối mọt gì cả, hay là cái gọi là vết hàn cắt ghép nối. Đấy, vết hàn cắt ghép nối là cũng không có nhá. Được chưa? Ở đây là những cái bụi bặm thời gian thôi, cũng như là đi vào những cái vũng nước chúng ta không thể tránh được là nó bắn bùn bắn đất lên. Đấy. Những đây là có để ý những cái con ốc này. Thấy chưa? Vẫn còn nguyên màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất đây. Zin đét đây nhá. Đấy. Rồi. Đi vòng sang phần thân bên phụ này. Ở phần thân bên phụ thì ở đây tương tự là cái phần chỉ này. Em sẽ quay cái phần chỉ cho mọi người. Thì nó cũng thẳng tắp. Thẳng tắp một đường chỉ luôn. Được chưa? Nó thẳng tắp một cái đường chỉ. Đấy. Đi lên phần cánh trước này, cánh trước bên phụ này. Thì đây là chính là cái phần chỉ của cánh trước bên phụ. Đấy, chỉ của cánh trước bên phụ rồi nhá. Và lên phần cột. Review đến cái phần cột thì ở đây. Tương tự là những cái con ốc bản lề này, bản lề trên này. Rồi bản lề dưới này thì nó vẫn còn nguyên zin đây nhá. Đấy, bản lề trên và bản lề dưới vẫn nó còn nguyên zin đây. Được chưa? Đấy. Một vòng quanh xe rồi. Bây giờ thì sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ. Đấy. Bên lái rồi, đằng sau rồi, bên phụ rồi. Thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ. Điều đầu tiên là phần khoang động cơ là nó khô ráo nhá. Không có hiện tượng là chảy dầu hay là chảy mỡ. Được chưa? Nó khô ráo. Không có hiện tượng chảy dầu hay là chảy mỡ. Và các bác để ý này, bắt đầu về mặt chất lượng này. Thì ở đây những cái con ốc chân máy này, nó chưa có hiện tượng mở ốc nhá. Ốc chân máy nó chưa có hiện tượng mở ốc luôn. Được chưa? Máy móc của em này thì vẫn còn nguyên zin các bác nhá. Máy móc vẫn còn nguyên zin. Ở phần khe keo ở dưới này thì chúng ta đến tận nơi chúng ta nhìn sẽ rõ hơn. Camera thì nó không lùa tới bởi vì góc này nó hơi tối. Không lùa tới được cái phần keo đấy cho mọi người nhìn. Máy số thì em đảm bảo cho mọi người là máy móc của em này vẫn còn nguyên zin. Đây hộp số này. Ở đây thì các bác có thể nhìn được thấy hộp số kìa. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Máy số zin nhá. Máy số còn nguyên zin. Nếu bác nào biết về xe này nhìn này là biết là máy số zin rồi. Còn về phần đâm đụng va chạm em quay cho các bác xem này. Ở đây thì cái logo Hyundai luôn tròn xe này. Chứng tỏ xe chưa có hiện tượng va quẹt gì. Đây, ốc cabo này chưa có hiện tượng mở ốc này. Đấy, cabo đây nhá. Chỉ này. Đấy. Sang bên cabo bên này. Thì ở bên này thì cabo nó cũng chưa có hiện tượng mở ốc nhá. Chưa hiện tượng mở ốc. Cũng như là cái logo của Hyundai ở đây. Đấy. Ốc này. Nó nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian đây. Logo Hyundai ở đây cũng tròn xe nhá. Logo Hyundai ở đây cũng tròn xe luôn. Còn thanh đằng trước thì ở đây thì nó còn nguyên cái màu sơn ở đằng trước. Đấy.
nguyên cái màu sơn đằng trước này. Ok chưa? Rồi. Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể anh chị em một chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2016. Số tự động với dung tích động cơ là 1.2, xe nhập khẩu nguyên chiếc và giá thành là 355 triệu. Nếu bác nào quan tâm muốn thương lượng giá cả, alo trực tiếp 0855 966 966. Còn bây giờ em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.